Hello cả nhà, mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Thì hôm nay ngày nghỉ của mình gặp ngay mấy ngày Tết nữa nè, Tết ta của mình á. Thì bữa nay nghỉ không biết làm gì, mình còn mấy cây dao găm mình trồng ở phía trong nhà nè. Chứ ở ngoài thì nó tàn hết rồi. Hái mấy cọng dao găm vô luộc con vịt, trộn gỏi vịt, nấu cháo vịt ăn cả nhà ơi, ăn mấy ngày Tết. Rồi mời cả nhà và các bạn cùng xem clip nha. Mấy cây hành này mình mới trồng được 2 ngày à. Đó. Mình mua ở siêu thị á, mình ăn lá mình chữa gốc lên mình trồng. À, mấy rau găm à. Đó, mình ăn nó cũng trâu lủi hết trơn rồi, lạnh quá nó cũng teo. Nó không có lớn nổi. Đó. Ngò gí. Còn bên đây là rau này là dạng như rau thơm của Nhật á. Này của con em. Đó. Bên ngoài vậy đó, nó chưa có cây cối gì mọc được hết, còn lạnh lắm. Giờ mình hái mấy cái đọt rau găm này vô trộn gỏi. Chỗ lũi chưa? Củ hành mình đập ra mình bỏ vô trong cái nước mình luộc vịt. Đây. Con vịt mình cắt ra làm tư nè, đó. Bỏ tủ lạnh cho nó dễ. Giờ mình lấy mình luộc rồi mình nấu cháo. Rồi, bây giờ mình sắt bắp cải này ra. Sắt bắp cải ra. Trộn gỏi. Cái loại cải của Nhật này nè, nó ngon lắm. Ăn nó ngọt hơn cái loại của Việt Nam mình. Nhưng mà trộn gỏi thì ngon nha, chứ mà nấu canh thì ăn nó ngán lắm. Tại vì nó bùi bùi, nó ngọt ngọt á, nấu canh ăn ngán. Còn cái loại của Việt Nam mình nó lạt, nấu canh ăn thì nó ngon. Hoặc là mình luộc á. Này mình xắt mỏng mỏng ra. Trộn gỏi vịt. Bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm gừng nha. Trong thời gian chờ đợi cái vịt đó mình trộn gỏi. Nãy mình sắt bắp cải để trộn gỏi, giờ mình sắt gừng ra để làm nước mắm. Làm nước mắm gừng chấm với vịt là đúng bài luôn. Với làm nước mắm để trộn vô gỏi nè. Gà mình ăn nhiều biết nó cũng ngán. Mấy con gà dai ở Rêu Mừ đó bán á, gà đó có mấy trăm yên con à, ăn nhiều cũng ngán. Mình đổ rồi mình ăn vịt. Này mình bỏ vài lát vô trong cái vịt luộc á, cho nó thơm. Thì bây giờ mình cho nước mắm vô. Pha thêm miếng nước. Cho thêm miếng đường. Giờ bỏ thêm miếng nước chanh. Này mình quên đó cả nhà ơi. Cái gừng này nè, đúng cái ra đâm nó mới ra cái mùi nó mới ngon, mà nãy mình quên mình bầm cái gì tỏi gì đó mình hên quá, còn chừa một miếng nữa. Bây giờ mình sẽ đâm nó bỏ vô thêm.
cuối cùng cũng xong rồi cả nhà ơi, còn được một miếng gừng nãy mình chừa lại. Mình không biết, mình mới hỏi vợ mình làm cái nước mắm gừng, vợ mình nói phải đâm gừng nó mới thơm ngon được. Còn cái trước hồi nãy là mình bầm nó ra, bầm nó thì nó không thơm bằng. Cuối cùng thì cũng xong rồi, bây giờ mình sẽ đi rang gạo, bỏ gạo vô rồi vớt vịt ra. Đó, bây giờ gạo nó vàng rồi đó, mình đem đi vo gạo rồi mình đổ vô trong nồi cháo. Đó, bây giờ trong thời gian chờ đợi cái gạo này nó nở thành cháo, mình sẽ đi chặt vịt trộn gỏi. Đây là vịt của mình, nói chặt chứ cái này mình cắt ra, tại vì vịt này nó cũng mềm lắm. Với lại ở đây mình chặt nó dễ văng tùm lum tùm lưa dưa hết chưa. Đó. Quá ngon. Vịt thì nó mềm lắm, mình cắt ra tới cái xương đó mình lấy kéo mình cắt. Quá đã. Cái xương nó mềm lắm. Ồ, nguyên cái đùi đã quá. Cái đùi này chắc mình để nguyên một hồi mình cắn cái đùi ăn cho nó ngon. Mấy con vịt công nghiệp này thì nó mềm lắm. Nếu như mà vịt sim á, vịt sim thì nó ngon hơn. Này cái phao câu đó, mình cắt cái phần dầu mỡ lên bỏ rồi. Rất là ngon. Cái này là cái cánh của nó. Đây, cái này mới ngon nè. Này là cái phần ức của nó. Cái phần ức của nó thịt không à? Đó. Vịt này cái con này khoảng 2,8 kg thì nó 200 ngàn. Vịt bên đây bán cũng không có mắc. Đó, thịt quá ngon luôn. Cái này cái khúc xương của nó. Rồi, bây giờ mình chan nước mắm gừng này vô đây mình trộn gỏi nha. Lấy cái đũa trộn lên mới được. Mình cho miếng hành phi lên. Đó, cho nó thơm. Dao găm nữa, chút cắt dao găm bỏ vô. Đây, xong rồi cả nhà ơi. Quá ngon. Rồi cuối cùng cũng xong một món cháo vịt. Mình mời cả nhà cùng ăn cháo với mình nha. Tết nhất mình ăn cháo vịt đi. Cái đũa này nó hơi dài, đũa này nãy mình trộn gỏi nè, lấy mình ăn luôn. Rồi mình mời cả nhà nha. Thử một miếng gỏi trước coi nó ra làm sao. Chứ mình thấy là nó ngon rồi đó. Tự khen mình luôn nha. Vừa ăn hồi nãy mình cũng cũng có nếm trước rồi. Cái loại cải của Nhật này nè, nó ngọt lắm. Nó ngọt mà nó bùi bùi. Đây là miếng thịt vịt.
chấm với mắm gừng. Đấy. Quá nóng. Rất là ngon luôn. Hôm nay mình ăn thịt gà cũng hơi nhiều á. Hôm nay ăn lại thịt vịt cho nên nó ngon lắm. Quá ngon. Ở nhà mình đó, ở Việt Nam ở nhà mình đó thì thường trộn gỏi vịt này nè, là cả nhà biết với trộn với cái gì không? Trộn với cây chuối á, chuối con á, chuối hột. Ở nhà mẹ trồng mấy bụi chuối hột để dành mẹ trị bệnh đó, lấy cái nước cắt của cái chuối hột của mình khoét cái lỗ chính giữa để cho qua đậy lại kín lại qua ngày hôm sau nó tương cái nước lên đó. Đó mẹ uống cái nước đó, đó là để trị bệnh. Còn cái cây chuối hột con á thì mình lấy mình trộn gỏi ăn nó rất là ngon, hoặc là cái bắp chuối, cái bắp chuối hột á trộn gỏi rất là ngon. Ngon lắm. Mấy cái bụi chuối hột ở nhà mình đó là hồi xưa là mẹ sinh ở dưới ngoại á, bứng ở dưới quê ngoại mình ở dưới Cà Mau á, đem về trồng chắc cũng được khoảng 20 năm rồi đó, trồng rất là lâu rồi. Mới đem về trồng á là nó ra buồn, nhưng mà nó cái trái của nó nhỏ bằng ngón tay út vậy nè, cái trái nó không có được bự. Trồng khoảng 10 năm sau thì nó giống như nó quen đất á, thì đất ở dưới là đất 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 mặn mà bắt đất mình nhiễm phèn, đất mặn á, nước biển nước mặn á, nó quen rồi. Trồng ở dưới thì buồng nào cũng có trái bự hết trơn á, em ở đây trồng cả 10 năm đi đó là toàn là trái nhỏ nhỏ bằng ngón tay út vậy nè, nó không có trái bự. Rồi sau này khoảng 10 năm trở lên đó thì nó mới được một buồng, nó được một hai nải hoặc là được vài trái, nó to nó bự á, nó chưa có quen đất. Ngay cả tới bây giờ luôn, tới bây giờ cái chuối hột đó mỗi lần nó ra buồng cũng chỉ ăn được vài trái à, nó đậu được vài trái à, chuối hột nó tốt lắm. Giờ này ở nhà mình chắc mấy anh chị em là cũng sum họp lại ăn uống đồ, ăn nhậu đồ. Tại vì Tết lâu anh em gom về đó, làm đồ ăn, đồ uống đồ. Phải năm nay mà không có dịch bệnh thì mình cũng về chơi, hai vợ chồng mình về. Năm nay ngay dịch rồi. Mình tính là năm nay á là hai vợ chồng mình về quê ăn Tết, về thăm nhà, về chơi, nhưng mà ai ngờ dịch bệnh gì đâu có về được. Nước đá mình uống uống Fanta cam.
rất là ngon. Cháo này nóng ghê luôn á, mình múc ra nãy giờ mà nó vẫn còn nóng. Đúng rồi, mình trộn miếng gỏi vô cho nó mau nguội. Mấy cái gừng lát này nè, hồi nãy mình bỏ vô mình luộc chung với vịt đó, cho nên cái nước nó thơm ngon lắm. Mình sẽ thưởng thức cái đùi vịt. Quá là tuyệt vời luôn. Ăn kèm với mấy cái đường nhuyễn nhuyễn này nè, nó rất là thơm, nó rất là ngon. Cũng lâu lắm rồi mình không có qua vợ. Để vài bữa mình sắp xếp mình đi qua bển chơi mấy ngày. Lúc gà em ơi, ở Việt Nam mình dịch bệnh nó đang bùng lên quá trời luôn. Tết nhất vậy là chắc mình nghĩ là không có ai đi đâu chơi luôn á. Nhà nào ở nhà đấy, mấy nhà vòng vòng ở sớm tới nhà nhau chơi thôi. Chứ dịch quá trời luôn. Ở ngoài như bữa như ở ngoài đâu Hải Dương hay mình Hải Dương với Sài Gòn đó. Quá trời dịch luôn. Còn bên Nhật của mình ở đây thì cũng vẫn đều đều. Nói chung là nó cũng đang tăng đều đều vậy đó. Việt Nam mình hôm bữa lặng lặng rồi tự nhiên giờ nó bùng nó lỡ quá trời, gặp ngay dịp Tết này nữa nè. Nó phong tỏa các tuyến đường quá trời luôn. Coi như Tết năm nay ở Việt Nam là ăn Tết nó không được vui như mấy năm trước rồi. Hồi năm rồi mình về á là dịch nó mới nhóm nhóm lên nè, lúc mình về đâu có cách ly đâu, lúc mình về là chưa có bùng. Nhưng mà hơn lúc mình vừa qua lại đây á, lúc mình qua lại Nhật rồi đó là khoảng một tháng sau, khoảng một tháng sau là bắt đầu là bùng dịch, là bắt đầu có cách ly á. Năm rồi mình về là chưa có cách ly. Hôm bữa thấy ở Việt Nam mình đi mi rồi, tự nhiên giờ gần Tết cái nó bùng lại quá trời. Cuối cùng cũng xong rồi, mình xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi video của mình nha.